Vâng, xin chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh Moto Vlog của Navu. Và vừa qua thì có một ông anh có gửi cho tôi một chiếc hộp phụ tùng xe máy và có mong muốn là tôi sẽ review trải nghiệm với sản phẩm phụ tùng này. Thì ngay bây giờ thì mời các anh em cùng tôi soi xem đây là sản phẩm gì nhá. Thì đập vào mắt tôi thì lên một chiếc hộp có tông màu trắng đỏ, rất là đơn giản thôi, không có màu mè gì cả. Đấy, sản phẩm này thì đến từ thương hiệu nổi tiếng Brembo. Đấy, ngay từ đây lúc này thì anh em đã đoán ra được thì đây là một bộ sản phẩm liên quan đến hệ thống phanh của xe đúng không ạ? Thì chiếc hộp này thì nó nổi in in một cái slogan rất là nổi bật trên trên mặt hộp này. Có thể đọc là The Beauty of Outstanding Performance. Đại khái có thể chúng ta hiểu đây là dịch có nghĩa là vẻ đẹp của hiệu năng nổi bật. Vâng, thì chắc chắn rồi. Một cái slogan rất là đầy tự tin đến từ thương hiệu Brembo. Và thực tế là trong suốt nhiều năm qua thì hãng Brembo đã khẳng định được cái chất lượng của các sản phẩm mà hãng đã đem lại. Vâng, bây giờ tôi cũng không nói nhiều nữa thì bây giờ tôi sẽ mở chiếc hộp này ra nhé. Ở đây thì có đều in một cái dòng chữ là Brake Component. Đấy thế. Thì chắc chắn đây là cùng phanh Brembo rồi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ mở ra anh em xem. Đấy. Ok, cùng phanh của chúng ta sẽ như thế nào? Nhắc lại với các anh em, đây là cùng phanh Brembo chính hãng đến từ Italy anh em nhé. Đó, chiếc hộp được làm rất là cẩn thận. Đây là miếng đệm mút để bảo vệ này. Và đây bên trong chính là cùng phanh của chúng ta cùng các một số cái phụ kiện đi kèm. Ok, thì ta xem nhá. Đầu tiên đây là bình dầu, đây chính là bình dầu anh em nhé. Bình dầu trong suốt và có nắp nhôm bằng bạc. Đấy, in chữ Brembo. Anh em thấy chưa? Ok. Sản phẩm thứ hai, phụ kiện thứ hai ở đây đó là một, đây là chắc là cái pad để treo bình dầu rồi, cái pad treo bình dầu, ok, gắn bình dầu lên. Thứ ba đó là tôi thấy đây là một cái ống dẫn dầu trong suốt, ok, ống dẫn dầu trong suốt. Thứ tư rồi, chắc chắn là nhân vật chính của chúng ta rồi, lẽ ra tôi phải nói cái này là nhân vật đầu tiên mới đúng, bởi vì đây chính là sản phẩm chính trong chiếc hộp này. Còn kia thì chắc là các phụ kiện kèm theo của các đại lý họ gắn vào thôi. Đó, đây mới chính là nhân vật chính của chúng ta. Cùng, gọi là cùng phanh dầu Brembo. Bóp sướng thế nhỉ? Bóp sướng thật đấy. Bóp sướng không kém gì bóp vợ các anh em ạ. Thật sự luôn. Còn gì nữa nhỉ? Đây là hết rồi. Đây còn một cái túi nữa thì đây là túi dây điện. Túi dây điện cũng như là các con ốc cùng và sách hướng dẫn nữa anh em ạ. Thì tại sao lại có cái dây điện ở đây thì anh em chắc là cũng hiểu là khi mà chúng ta bóp phanh thì thường là cái đèn hậu đằng sau ấy nó sẽ sáng lên để thông báo cho người đằng sau biết là chiếc xe này đang đi chậm lại để người quan sát có thể giảm tốc độ sao cho phù hợp. Đó, đó là lý do vì sao mà có một cái dây điện như thế này. Đó. Còn mấy quyển sách này mình nghĩ là anh em cũng tham khảo đọc, có dành thời gian đọc cho vui thôi. Ok, chúng ta ngắm lại cái nhân vật chính này một chút nhỉ. Đấy, đây mới là thứ để chúng ta đang ngắm này. Chúng ta anh em nhìn xem, đây chính là cùm phanh Brembo. Ở đây có cái ký hiệu là 19RCS, thì cái 19, số 19 này là chính là đường kính của piston đẩy dầu. Đó, đường kính càng lớn thì lực đẩy dầu càng mạnh. Thì cái cùm phanh này thì theo tôi được biết thì nó thích hợp dành cho anh em nào chạy heo dầu 4 piston trở lên thì cần một cái lực đẩy dầu mạnh. Đấy. Ví dụ như anh em mà độ heo dầu lớn cho Exciter chẳng hạn thì chắc chắn là cái cùng phanh zin là không chịu được rồi, không đẩy không đủ lực để đẩy dầu xuống. Đó, hoặc là anh em nào mà chơi heo dầu đôi chẳng hạn thì chắc chắn là cũng phải dùng một cái cùm heo à, một cái cùng phanh tay tốt hơn, mạnh hơn. Đó. Thì lựa chọn, chúng ta nên lựa chọn những cái cùm phanh mà nó có chất lượng, có uy tín trên thị trường để sao cho cái việc chúng ta sử dụng phanh bóp nhả nó hiệu quả nhất, êm ái nhất và quan trọng là phải an toàn nhất có thể. Đó, thì cùng chắc chắn thì cái cùm phanh Brembo đến từ Italy này là cực kỳ là đảm bảo an toàn rồi. Nó anh em nhìn này, nước sơn nó rất là đẹp luôn, nước sơn rất đẹp. Nước sơn rất đẹp đúng không? Và các cái chi tiết cắt kim loại nó rất là sắc sảo, nó không giống với những cái hàng trôi nổi trên thị trường, những cái cùm heo Brembo fake đến từ Trung Quốc nó không thể làm đẹp được như này anh em ạ, đúng là đắt ra tận miếng đúng không?
Ok, bây giờ tôi sẽ thử luôn cái hiệu năng tuyệt vời của nó xem thực sự là như thế nào nhá. Để xem vẻ đẹp của hiệu năng nổi bật là như thế nào. Ok. Nào. Vâng, thưa các anh em thì đây chính là chiếc xe của tôi, Exciter 150 sau khi được nâng cấp cùng phanh Brembo RCS 19. Về tổng thể thì chiếc cùng phanh này sẽ làm cho phần dàn đầu xe của các anh em trở nên dữ dằn hơn, trở nên trông gấu hơn, vì cái phần cùng phanh này nó rất là to, nó to hơn gì rất là nhiều. Đấy, nó lồi hẳn ra ngoài như này. Phần cùm kim loại thì được phủ một lớp sơn nhám trông làm cho xe chúng khỏe hơn. Nó. Ngoài ra thì ở đây có một chiếc bình dầu rời và có một đường ống dẫn dầu trong suốt. Đấy. Cũng tạo thêm cái điểm nhấn cho xe, giúp chiếc xe của bạn trở nên độc đáo hơn và trông nó lạ mắt hơn. Ok, thì đó là về về ngoại hình là như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên xe để cảm nhận cái độ êm ái khi mà chúng ta bóp cái chiếc phanh này, xem bóp nó có sướng tay hay không. Đấy, so với việc bóp người yêu hay bóp vợ thì việc bóp cùng phanh Brembo RCS 19 sẽ cảm giác như nào nhé. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm trực tiếp trên đường theo như nào. Đấy, thì xe tôi thì heo dầu là gồm có 4 piston. Thế nên là cái lực phanh tôi nghĩ có thể là vừa đủ đấy. Ok, bây giờ sẽ thử xem sao. Tất cả anh em khi mà trải nghiệm trên đường ấy thì tự dưng có thêm cái bình dầu phanh, nó cũng khá là ấn tượng, trông cũng khá là lạ mắt. Chúng ta đôi khi độ chế thêm cái gì đấy nó cũng chúng ta có cảm hứng để lái xe hơn đó. Ok, thì vấn đề chính ở đây nó là cái cảm nhận khi mà bóp phanh này thì như thế nào. Bóp cái cùng phanh này thì thực sự nó rất là mềm, như các anh em nói, mềm cả khi mà xe đứng yên cũng như xe chuyển động. Thì khi chúng ta bóp ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được nhé, cái tỷ lệ mà chúng ta dồn lực vào cái tay phanh bao nhiêu. Vâng, thưa các anh em, đúng là không hổ danh thương hiệu Brembo khác, bóp phanh quá sướng luôn. Đấy. Cái phanh bình thường ấy thì chúng ta chỉ có thể cảm nhận được là phanh hay không phanh thôi. Còn khi mà lắp cái cùm Brembo này ấy, thì cái lực nó chia nó rất là đều. Chúng ta cảm nhận được là phanh này, phanh phần 2, phanh 3 phần 4. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng ta dồn bao nhiêu lực vào tay phanh thì xe sẽ cho bấy nhiêu lực hãm. Đó. Còn với những một số xe phổ thông ấy thì cùm phanh của nó chỉ được trang bị rất cơ bản thôi. Chúng ta chỉ nhấp nhẹ thôi là phanh hầu như là xe nó dựng đứng lại luôn ấy.
đó, thế nên là cho ra cái cảm giác nó không sướng khi mà đi tour. Anh em hay kiểu mớm phanh các thứ, nên là rất cần một cái sự là lực hãm nó phải chính xác đến tỉ mỉ đó. Thực sự là rất là hữu ích khi mà anh em đi tour luôn. Anh em đi tour mà trang bị một cái cùm phanh Brembo này thực sự rất là an toàn. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta vào cua chẳng hạn như là vào cua nhá. Đấy, thì chúng ta cần điều tiết một cái lực hãm để xe nó phải dừng lại. Đó. Chứ nếu mà chúng ta có một cái lực hãm nó quá mạnh ấy thì xe nó có thể bị giật khựng lại khi mà đổ cua, nó không an toàn. Nãy giờ thì nói tóm lại là tôi cảm thấy rất là tự tin khi mà chả được trang bị trên chiếc xe của mình, trên người vợ hai của mình một cái món đồ trang sức, một cái món đồ chơi nó chất lượng như này. Đó. Thực sự luôn. Chỉ đi một lúc thôi là anh em cảm nhận được. Có thể các anh em cũng chơi đồ xe, chơi đồ chơi xe như tôi, cũng lên rất là nhiều đồ chơi rồi. Đấy. Nhưng mà tôi cam đoan với anh em là dù anh em có lên những cái đồ chơi như thế nào chăng nữa thì các anh em sẽ không bao giờ hối tiếc khi mà nâng cấp cho mình một hệ thống phanh chất lượng đơn cử như là cùm phanh Brembo RCS này. Đó. Quá là chất lượng luôn. Rất là đáng tiền, đáng đồng tiền bát gạo. Ok, đó là một chút cảm nhận của tôi vậy thôi. Một cảm nhận cá nhân như là như vậy đó. Còn thực sự là cái độ sung sướng như thế nào thì tôi nghĩ là cha anh em phải tự trải nghiệm mới có thể thấm ra được, cái đấy là chắc chắn rồi đúng không? Giống như là anh em xem phim heo chẳng hạn, đấy không thể sướng bằng cái việc chúng ta làm diễn viên rồi đúng không? Ok, thì mô tô vlog của tôi hôm nay đến đây có lẽ là kết thúc, và xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những cái mô tô vlog lần sau.